Hi, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đến với video tiếp theo trên kênh của mình. Hiện tại mình đang trên đường này, mọi người xem có khu vực này có quen thuộc không ạ? Đó, hiện tại mình đang trên đường đi Simacai và Mường Khương nhé mọi người. Đây là thuộc địa phận của Mường Khương. Đây phía trước mọi người đây. Đây, mình sẽ quay một vòng cho mọi người xem nhé. Đó. Mọi người có nhìn thấy không ạ? Đây là một khung cảnh rất chỉ là quen thuộc ở trên kênh của mình rồi. Mỗi khi mình đi qua đây thì mình đều đứng lại ở đây và nghỉ ngơi ở đây hoặc là đứng đây để quay video cho tất cả mọi người cùng xem. Đó là phía bên Trung Quốc ấy mọi người đang thực hiện một công trình đó là bờ rào gai nhé mọi người nhé. Đó đó là một cái tường rào của bên Trung Quốc. Lúc trước là mình có đi qua mình cứ tưởng là họ mở một cái đường ở bên đấy cơ. Nhưng mà không phải nhé mọi người. Đó là một cái bờ rào, họ đang thi công một cái bờ rào bên đấy. Đó. Đây, mọi người có thể nhìn xem này. Đây, mình cầm cái cam này mình không thể zoom được nhé mọi người. Cái cam này của mình là cam hành trình thì mình sẽ quay một góc rộng hơn mọi khi nhé mọi người. Đó. Ở đây thì cũng có rất nhiều các YouTuber từng quay ở đây giống như là anh Hưởng nhé mọi người, anh Long Văn Hưởng ở cái kênh là Dân Tộc Việt Nam nhé mọi người. Đó. Nếu mọi người muốn xem cận cảnh cái bờ rào bên kia thì có thể qua kênh của anh ấy. Còn mình thì mình không không thể nào mình zoom xa được như thế được nhé mọi người. Đó. Để lúc trước mình có đi qua đây là có mấy chú công an làm thì làm ngay đây này mọi người đó. Có rất là nhiều xe đi qua lại luôn. Cái biên giới Việt Nam và Trung Quốc này luôn luôn là một điểm rất là nóng, không bao giờ biết cái gì nè mọi người đó. Thì phía Trung Quốc họ đang làm một cái bờ rào bên đấy. Đấy. Việt Nam và Trung Quốc thì luôn luôn là một cái điểm rất là nóng luôn nhé mọi người, khu vực biên giới. Đấy. Và các bạn có thể xem mà nghe những cái tiếng máy múc máy đào của bên Trung Quốc ấy, kêu rất là ồn ào luôn. Ở trong này có một cái thôn nhé mọi người, thôn này là thôn Lao Tô hay sao mọi người ạ. Đó. Cho này là một cái thôn Lao Tô của người mình cũng không biết là của người đồng bào gì đấy, hình như là của người đồng bào Phù Lá hay sao ấy mọi người đó. Để mình sẽ quay ra để mình chết cho mọi người xem nhé. Đấy, mọi người có thể xem này, đất xả xuống rất là nhiều luôn. Ở bên kia là cũng là một con đường mà họ đi tuần tuần biên nhé mọi người, để tránh cái tình trạng là đi qua biên giới giữa hai nước. Đó. Họ mở mớ đường bên kia mình cũng không biết là cái cục mốc biên giới là nó nằm ở dưới dưới này có một cái con suối nha mọi người có thể xem này, đó. Ở một tí này và bên kia nữa. Đấy. Mình không biết là ranh giới nó nằm ở cái con suối đấy hay là ranh giới nó nằm ở trên cái họ mở cái đường đấy, mình cũng không rõ mấy. Thế thì họ mở trên kia và họ đang làm ở bên đấy nhé mọi người. Để có thể nghe thấy những tiếng máy múc máy đào của bên Trung Quốc này. Bên có cả những ô tô nhé mọi người nhé, có những ô tô của Trung Quốc nữa, có như xe con là bán tải của Trung Quốc nhé mọi người. Dưới kia có mấy vách đá rất là cao luôn, cũng rất là đẹp luôn.
Bây giờ cái công trình của họ cũng gần xong rồi ạ. Bên kia thì họ cũng làm đến ngay cái đầu đầu đấy rồi. Ở bên này thì họ cũng làm được gần một nửa của quán này rồi mọi người ạ. Đấy. Bên kia thì họ đã làm từ bên kia kìa mọi người. Bắt đầu từ sườn núi bên kia đến cũng gần đến giữa giữa núi rồi. Còn một đoạn nữa thôi. Hầu hết là những cái biên giới dọc Việt Nam vào Trung Quốc thì họ đều làm những cái rào chắn như tường gai như này nhé mọi người nhé. Đấy. Mình không biết là nó làm vì mục đích gì nữa, nhưng mà nó sẽ kiểu là sẽ không cho người dân đi qua lại giữa hai nước thông qua những cái đường mòn nữa ấy mọi người. Bây giờ nếu mà mình muốn đi qua thì bây giờ mình bắt buộc mình phải thông qua mấy cái giấy thông hành nhé mọi người. Có giấy tờ đỏ thì mọi người có thể đi qua. Và đi qua đây là mình phải đi qua thông qua cửa khẩu nhé mọi người, không thể đi đường chui được nữa. Mọi người nhìn ngay rào trắng này sẽ có camera giám sát của các quân đội Trung Quốc nhé mọi người. Thì ok.